chào các bạn à, tiếp theo hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tiếp với các bạn về một dạng thuốc điều trị ký sinh trùng à, dùng cho chó hiện có bán tại thị trường việt nam thì à, hôm trước là mình có cái dạng là à, thuốc viên rồi ha rồi à, thuốc nước rồi thì bây giờ các bạn tiếp tục thêm một cái dạng đây gọi là cái dạng nhỏ gáy các bạn rồi, tên thương mại ha SKF uh, Solution dung dịch nhỏ cho chó lớn trọng lượng từ 10 tới 25 kg các bạn rồi chỗ này ở chỗ này nó cũng để là hoạt chất là trong này nó có 250 mg imida Blabric và 6,25 mg À, nhìn bên ngoài các bạn dễ quan sát thấy này các bạn uh, bỏ chét nè À, ấu trùng, à, dung móc, dung tóc, rồi dung tròn, dung tim, à, cái à, mạc ghẻ, à, cái con sà cấp tét và các con đều bướm cái con ghi sà mau các bạn. Yeah. Rồi mình tiếp tục quan sát mặt sau mình thấy cái gì? Đầu tiên là tên thương mại, ha, vẫn là cái dòng này như bên ngoài thôi. Mỗi 25 năm ml, à, cái ống cái tiếp này nè có chứa là cái à, hoạt chất là 250mg imidabrobrid à, là cái này hồi nãy mình có nói bên ngoài hết các bạn rồi à, mỗi cái tiếp à, thế thì trong cái này nó sẽ có 3 tiếp như thế này là các bạn ha yeah. ba tiếp nhỏ bên trong dùng để nhỏ gái cho con vật mỗi tiếp như thế này là 2,5 ml hết các bạn rồi, mình quan sát tiếp coi cái hướng dẫn của nó à, đóng gói là ba tiếp chỉ định là cho chó bị mắc phải hoặc là có rủi ro à, từ cái à, hỗn hợp nè cái nhóm này nè ký sinh trùng này nè trong điều trị và ngăn ngừa bỏ chết nhiễm bỏ chết rồi à, điều trị ghẻ tay nè cấp tích mặt à, cái ghẻ các bạn điều trị à, uh, demodicosis uh, ngăn ngừa dung tim ở giai đoạn ấu trùng 3 và ấu trùng 4 của con dirofilaria imitis và điều trị cái uh, gastrointestinal nematod có nghĩa là những cái con uh, sáng các bạn sáng đường ruột đó, ha ở giai đoạn ấu trùng 4 nè ấu trùng chưa trưởng thành và cái con trưởng thành toso canis. à, mấy bạn thấy đọc tài liệu mà hoặc là coi trên nhãn thuốc thấy cái gì mà có chữ canis canis đó các bạn, có nghĩa là chó ấy, ha. Rồi, à, sản phẩm này có thể được sử dụng à, như là à, trong một cái chiến lược điều trị à, những cái viêm da dị ứng do bội chết. Rồi tiếp tục phương pháp điều trị dùng để chỉ dùng trong điều trị ngoài các bạn Đọc cái hướng dẫn được lòng vào cái cái hộp này nè Trước khi sử dụng cảnh báo đặc biệt là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng Như hồi nãy nói ha các bạn Không sử dụng cho chó con dưới 7 tuần các bạn lưu ý nè Dưới 7 tuần là mình không sử dụng tức là 8 tuần trở lên nè À, và được cái à, nhân viên thú y, à, bác sĩ thú y người ta tư vấn à, cho việc sử dụng này á. Đối với à, những con chó mang thai, chó đang cho sữa rồi à, chó con đang bú các bạn là taking bitch Oralis à, hoặc là những con chó đang bệnh thì phải có nhân viên thú y tư vấn về cách sử dụng thì mấy bạn hãy sử dụng ha. Còn chó bình thường thì như là nãy mình nói á thì trên 7 tuần tức là trong khoảng 8 tuần mình cứ sử dụng. Còn những chó nó hơi có nhạy cảm chút xíu à, mang thai à, đang bú bệnh gì đó thì các bạn nên nhờ bác sĩ thú y tư vấn trước khi sử dụng ha. Rồi tiếp tục nè à, special story condition điều kiện lưu trữ thì à, cỡ khoảng điều kiện mát mát đó, các bạn tức là bảo tủ thôi à, đừng có trên 30 độ không sử dụng thuốc thừa à, ho hoặc là các sản phẩm à, thiêu hủy à, cái nghĩa là gì các bạn thuốc à, của cái à, tiếp này nè ha bạn sử dụng không hết hoặc là thừa hoặc là hết hạn thì à, bạn nên bỏ đi ha và tiêu hủy theo quy định của nhà nước ha rồi à, lưu ý là cái sản phẩm này à, không được cho phép đi vào bề mặt nước nghĩa là khi mình xài rổi các bạn còn thừa nhiều khi mình luyện luyện trong ao hồ các bạn thì à, không có được như vậy ha mình nên à, bỏ rác đúng nơi quy định và tiêu hủy cái đó coi như là rác thải ha rồi. À, dưới chỗ này là thông tin của nhà sản xuất nhà phân phối các bạn thấy chữ số mini có nghĩa là sản phẩm xuất xứ từ đất ha và FOR animal treatment only chỉ sử dụng trong điều trị cho vật nuôi à, chỉ theo cái khuyến cáo cái chỉ định cái hướng dẫn sử dụng của nhân viên thú y và giữ xa cái tầm tay và tầm nhìn của trẻ em hết các bạn Rồi, và bây giờ mình quan sát uh, các cái tiếp bên trong này các bạn. Đây là hai trong ba tiếp là mỗi tiếp là 2,5 ml nè. À, cái tiếp này các bạn mở ra như thế này và các bạn nhỏ trên lưng của con vật khi bạn nhỏ gáy các bạn giống như cái ronin của tiếng của việt nam mình á rồi sau khi mình mở chai thuốc nãy cái mình tiến hành là nhỏ trên ba vị trí đầu tiên là sau gáy của con chó này ha các bạn à, trên cái vùng uh, lưng và cái vùng uh, không uống chó ba vị trí ha mình cần nhỏ và sau khi nhỏ xong với các bạn thì các bạn nên ghi lại trong cái sổ theo dõi mà các bạn thường mang đi chích ngừa các bạn ví dụ như bữa nay mình mua về sử dụng tại nhà mình cũng vẫn có thể ghi được ha ví dụ hôm nay là ngày 22 tháng 10 thì bạn gỡ một cái nhãn này ra Rồi bạn dán vào đây, rồi. mình ký tại à, mình tại nhà thì chỗ này bạn khỏi ký cũng được ha, rồi à, bên cạnh cái dạng thuốc viên thuốc nước thì nhỏ gái cũng là một cái dạng mà bạn có thể sử dụng lựa chọn sử dụng cho vật nuôi ở nhà của mình hết các bạn à, chúc các bạn có ngày cuối tuần vui vẻ ha, rồi